làm cái gì mà sao mà cứ ngồi cái trước cái màn hình đó là nó như thế. Rồi xong cái khoảng tầm gần 2 tháng á. Rồi xong rồi bắt đầu nói là thôi bây giờ là tôi bắt đầu tập làm nấm. Rồi bắt đầu tập làm nấm, nói ông chồng nó cái nấm gì? Thì trồng cái nấm bào ngư, nó người ta không vào ở trong cái mấy cái bịch đấy, mình chỉ cần mình mua về thôi. Hai vụ giờ. Cái lúc này vụ giờ. Đó, mình mua về thôi. Đó, xong rồi cái đầu cái làm cắt cái trại nhỏ lên, làm mấy cỡ khung sắt. Mà làm mấy cỡ khung sắt cái đó là nói chung là hồi đó nhà ức khu vực xung quanh nó cũng không hiểu là mình cái thằng này nó tự nhiên nó bây giờ nó đổ xô nó bán cái gì, nó mua cái gì mà làm mấy cái cỡ đó nó đó đó. Hỏi bác có cho vô không vậy chứ trời, trễ có nửa tiếng, trễ nửa tiếng rào cổng lại luôn à. Trời dạy đâu rồi, có này có anh Tuấn đây, xe anh Tuấn kìa, anh Tuấn An Nhơn ra. Thôi đây bước trước đây mà. Chào anh. Thấy không? Sợ kiện lập đặt lo treo nắm vô đi. Chứ không phải là màu sẵn rồi. Đấy, thì em nói nè, bây giờ là đi xuống trễ có nửa tiếng rào cổng, đóng cổng nhúc. Nhà có nuôi chó không anh? Đóng cổng lại, thả. Ờ chạy. Chạy. Đây. Là anh Sang hôm nay gặp lại. Con chưa? Con chuẩn bị trà sẵn rồi. Có đi máy không? Dạ. Máy bịch bông đi. Dạ có. Bông bao nắp đổ đây đúng không? Không nắp lấy gì chở, xe con đâu chở được nhiêu đâu, bỏ máy bịch bông không à. Ôi lá vàng anh chị. Lá vàng nó món gì? Lá vàng đó, hấp cái đó. Ủa lá vàng hấp đây. Ông mua xả hả ta? Ủa lá vàng nghe này chân chôn kìa. Quay. Lá vàng trồng hả chị? Lá vàng trồng. Tốt kìa. Trên em nó không có tốt như thế này. Có chút chút không? Ồ, có chôm chôm nữa. Chôm chôm đây là anh Tuấn tài trợ hay là chị tài trợ? Ủa anh Tuấn á. Đâu có nè, em thấy ghi cái chữ thí cây xanh hoài hảo đây mà mày. Đây mua về bán nè, đúng không? Bạn ở trong Đồng Nai nó gửi gì cho. À cho đã, à cho được. Tưởng mua về để. Đây anh Tuấn, ăn chôm chôm đỡ đi. Ăn cho xù lông như chôm chôm á. Trại bữa nay là trại anh Sang đại nắp rồi, anh Tuấn An Nhơn ảnh cũng lấy phôi bên truyện nấm, nhưng mà anh em từ An Nhơn ra đây là gần cả 100 cây á chứ anh. Còn đấy đấy gần 180 mấy cây, nhưng mà anh em hẹn hội tụ hôm nay thì tập trung đây mà ăn nhậu thôi. Ở trong đó thì ảnh cũng trại anh mấy ngàn á? Hai trại đó được 7 ngàn. Hai trại được 7 ngàn. Ảnh đang thu lưới thứ ba. Thứ ba phải không? Được, thứ ba. À nhưng mà cũng sẵn đây anh Tuấn anh cũng có chia sẻ luôn là cái đợt rồi nhập ảnh là lúa. Nên lúa là có một điều là lứa đầu nó cũng ra khá là kém so với mì. À, lứa thứ hai bắt đầu bung, lứa thứ ba lên đúng không? Giờ lứa thứ ba là nó bắt đầu ngon rồi phải không? Bắt đầu thấy có hình thành. Hình thành tốt rồi đó. Đài trại anh Sang cũng vậy, lứa đầu thì cũng ra rất là yếu, nhưng mà từ từ lứa thứ hai bắt đầu là chớm ra được 50-60%, lứa thứ ba là nó tăng lên. Nhưng mà hình như trại này ảnh mới cái lưới thứ hai à? Lưới thứ hai à? Lưới thứ hai hồi bữa anh hái nè, đúng rồi. Cái bịch phôi cũng khá là rất là đẹp. Đẹp. Bịch phôi như thế này là ok rồi đó. À nhưng mà hôm nay có một điều khá là vui nha cả nhà, đó là ngày hôm qua giao phôi cho anh Sang là tính là ngày hôm qua ảnh sẽ treo hết rồi anh em tập trung, nhưng mà đến ngày hôm nay ảnh vẫn còn treo, nhưng mà anh em tập trung đây, còn bởi dưới đất đây. Cô đang treo ở trong đó à, nấm sẽ đi vào trong đó tham quan cái trại mà hôm bữa mà nấm có ngồi nhậu đó, là đấy cái trại bên đó đó. Giờ qua coi thử thôi treo tình hình như thế nào và có cái gì thì nấm sẽ chia sẻ góp ý thêm. Đi sâu vô trại trong này.
Đây, hàng treo. Cái trại hôm bữa năm ngồi nhậu. Cô treo từ hôm qua giờ hả cô? Sao, mới sáng rồi. Mới sáng, dạ hôm qua là ai treo ạ? Hôm qua không treo. Dạ, à là hôm qua là mới có để trong trại thôi. Dạ. Ồ, gió mát á. Đây, anh chắc cả đóng cái tiền đây. À, trại này thì hôm bữa trước thì anh hai vợ chồng anh Sang cũng có nói là định dự tính là 10.000, nhưng mà thấy cái trại ở bên đây, trại đây nó chặt quá, cái lối đi chặt quá nên là làm lại nắm nói là thôi làm cỡ 7-8.000 thôi cho đẹp. Nên ảnh nhập cái xe này là 7.000 phôi. Thoáng. Nhìn cái lối đi rất là rộng rãi, mát. Được cái là trại của anh Sang là anh treo á, anh treo cái đầu nó chuối khá là ngon. Treo mà chuối hơn cái kẻ rất là nhiều. Rất là thoáng, lôi đi hôm bữa là năm nhớ là hình như 1m1 đúng không? Lôi đi 1m1 thì quá rộng rãi rồi. À, mấy cái bạch đây thì chắc lên xe do nó bị bung, để lấy về thùng á, buộc lại cho nó chắc. À, hôm bữa qua giao á thì ảnh kêu quên mấy bịch bông, à, do nó rớt bông nè, nó chắc lên xe nó bị rớt bông á. Thì hôm nay hai vợ chồng nắm xuống thì vừa anh em anh Tuấn ra nữa rồi nắm xuống đây đem theo mấy bịch bông. Đây phôi này chị tơ như thế này rồi nè, nhưng mà giờ chắc cái đổ mồ hôi thì không thấy kỹ đâu. Đây tơ nè, có bịch đây thì hiện rõ hơn. Ảnh chuyên lấy cái phôi mà cái tầm khoảng cỡ 10 ngày trở lại là anh lấy. Đây bịch đây thì chạy bươn được nè. Đấy, có đốm, vì cái que á, nó có một cái đốm lòi ra đây là vì mình cấy cây que nó bị xiên á. Đây, mấy cái đây ví dụ như nếu mà trường hợp mà có quên bông á nha, trường hợp ở đây thì do gần á thì nắm đem bông xuống, còn nếu như mà quên bông thì mọi người lấy giấy ăn á buộc, hoặc là lấy giấy báo buộc lại trùm cái đầu lại. Chứ để trống là nó sẽ nhiễm nha. Nhưng mà bây giờ do đang treo á, để treo xong rồi hãy đi lướt lại, rồi cái nào bị rớt bông ra thì mình sẽ tiến hành mình buộc lại. Nếu có bông thì lấy bông khác nhét lại. Còn đặc biệt nha, những cái bông mà bị rớt đây là mọi người không nên nhặt cái bông đó nhét lên nha, nó sẽ nhiễm đó. Vì bông là phải hấp. Còn trường hợp mà không có thì ít. Nếu mà ít á, thì cả nhà cứ ra tiệm thuốc tây mua cái bông gòn hấp rồi á, hoặc là lấy cái giấy ăn mà hấp rồi á, buộc lại nó sẽ đảm bảo hơn. Ở đây mát hơn trong đó à. Chứ với lại anh thấy không, ở trời này ông trời rồi, cái là phòng mình dừa mà trời đại như kiểu đại gia mà ha. Mình lập tôn thì nó quá nóng. Ở trên ảnh còn chơi thêm cái lớp lá dừa ở trên nữa à, quá đẹp. Anh Sang, đầu bếp chuyên nghiệp mới đổ mồ hôi, chứ còn đầu bếp không chuyên nghiệp không đổ mồ hôi. Kêu sò, ủa xào lá giang. Ủa anh Sang, món này mình xào lá giang hay là mình nấu vậy? Hấp lá giang. Hấp lá giang ấy. Ồ. Ừ. Đây là với lại xào mía. À, xào mía, đã. Em là giả muối, là em giả bột ngọt không à? Em không có bỏ đường. Bột ngọt cũng nhiều. Nhiều. Rồi nấu món cháo. Anh này sùng lắm anh Sang ơi. Xào đâu. Xào đâu, anh mình không nói rồi. Có khi nào mình đĩa nữa à? Anh nào đĩa con trai. Ai biết được, con xui vậy đó. Nồi cháo nè. Hồng cháo mà nấu cơm với cháo mà nấu bằng lửa nó ngon. Ăn nó đậm đà, ăn điện nó cũng ngon mày.
Ở trong kia tối quá, nãy không chụp cái nồi chứ, cái nồi nấu bằng củi, đen thu thù lù luôn. Cháu có ngồi đây nè. Rồi, món đây. Nãy nấm có quay rồi đúng không? Cái chân muối. Em ngồi đây nè. Chân muối uy tín luôn á. Còn đây là mỡ hành để nướng mấy con hàu kia. Bự. Quang nó coi y như anh vậy thôi. Hôm bữa anh nói là anh kêu đồ chờ cái gì vậy, ăn không hú, bữa nay em hú. Thôi cho thôi, mời cả nhà, chúc cả nhà nhiều sức khỏe. Đấy, anh em ai cũng làm nấm hết á. Chờ mấy cái món nướng ra nữa. Bữa nào anh đi mình làm nấm tổ chức đi chơi rồi á. Dạ. Tết thì cũng anh em tập trung rồi. Nhưng mà đáng lâu quá, tới tới giờ nửa năm rồi. Trời ơi, có mang rùi tới liền. Ủa, ba cái không phải nữa. Không, chị đi không chồng mà. Hãy chân mình sao? Chồng ạ. Có ăn cháo không, ba Múc? Đưa, bảo cháu, đưa con Múc ra nè. Đây. Chén này muốn khớt đây. Đây. Cái giá múc cái xuống. Rồi mấy nhỏ nó ăn không có ớt. Đấy bố chết rồi. Có cái đũa ấy nè chồng. Có rồi, chết rồi. Đây, gõ ra nè. Chụp anh sàn nước quá trời. Nước càng nhiều là càng ngon đúng không anh? Đúng rồi. Sao đổ uống vậy? Đổ chè mà. Nhiều quá chồng. Nước nó mặn. Nhiều quá. Hành đây nè, mình chéo. Vậy nấu ở nhà vất vả một tí. Đấy là nghi ngờ anh là tối nào cũng liên liên ở đâu ấy. Chứ làm cái gì mà sao mà cứ ngồi cái trước cái màn hình đó là nó như thế. Rồi xong cái khoảng tầm gần 2 tháng á. Rồi xong rồi bắt đầu nói là thôi bây giờ là tôi bắt đầu tập làm nấm. Rồi bắt đầu tập làm nấm, nói giờ ông chồng nó cái nấm gì? Thì trồng cái nấm bào ngư nó người ta không vào ở trong cái mấy cái bịch đấy, mình chỉ cần mình mua về thôi. Hai vụ giờ. Cái lúc này vụ giờ. Đó, mình mua về thôi. Đó rồi, xong rồi cái đầu cái làm cắt cái trại nhỏ lên là mấy cỡ khung sắt. Mà làm mấy cỡ khung sắt cái đó là nói chung là hồi đó nhà ức khu vực xung quanh nó cũng không hiểu là mình cái thằng này nó tự nhiên nó bây giờ nó đổ xô nó bán cái gì nó mua cái gì. Là làm mấy cái cỏ đó nó đỏ đó à, rồi cái mình cũng nói sao đùng ra bắt đầu cái điện mới bắt đầu mới nhập kho về giờ bắt đầu bỏ vô đầu đấy cứ làm à, mà làm nó trong thời điểm nó mà làm ấy là nó có cái nữa thì thu được đâu được mấy lần chúng chỉ thị 16 đó là lúc là đen rồi đó à, thu thì mới tính ra thu mới được cái khoảng chừng nửa tiền của cái vốn đầu tư cho máy. Tính là dính chỉ thị. Vậy là khi đó anh có đi chợ không? Hả? Đi chợ anh chào hàng không? Không, hồi đó là ở trong đầu tôi suy nghĩ mà ra một điều. Nếu mà cái lúc đầu tiên chỉ cần có một người khách, tôi sẽ kiếm được nhiều người khách nữa. Hồi lúc đó là tôi gọi cho anh chị. Là nói chung là mới đầu là mình không biết. À, vừa mới gọi ra cho ông này. À, ông này ông mới nhắn tin hỏi là anh sao chị Thảo đúng không? Hồi đó nhắn rồi, có nhắn cho nhắn cho chị Thảo. Đó là xong rồi bắt đầu mới gọi được mới có. Thì, sau đó rồi bắt đầu buổi trưa ấy là bắt đầu lấy bò tạc cho đi ra ngồi chợ. Đi ra chợ thì mình vô tình mình mới nói rồi này nọ này kia này đó là gặp một người khách. À, gặp một người khách đó xong rồi cái chụp hình gửi qua rồi đẹp. Ok, xong từ đó lần à, làm ra. Rồi, đấy. Rốt cuộc là do cái chỉ thị 16 mà ổng thu cái nửa tiền á. Nhưng mà hồi đó là sau cái lứa đó là ổn chứ anh? À, thì sau cái lứa đó thì bình thường. Không, ấy là bán á, mấy lứa sau thu bán được không? Được, thì xong rồi chỉ thị 16 thì rồi. Cứ bán anh. À. Còn đây, tới cái vụ anh Sang. Cái ngày mà anh hỏi anh mua phôi á là em nói câu gì mà ông khói tới giờ á? Câu gì quên mất mẹ nhá. Mày có biết gì không? Anh có biết gì không? Đúng không? Không phải có biết anh nhậu không? Cái ông kêu
Ủa chưa thấy mà sao hỏi đặt hàng mà hỏi có biết nhậu chay. Đồ ông kêu chốt. Cái này có năn nỉ vợ không? Ấy là lúc mà anh đặt hàng anh có năn nỉ vợ không? Nãy giờ đâu anh bình thường với vợ mới đặt rồi anh cũng bình thường với nữa. Vậy là anh không đi chợ chứ còn em đùn mất em làm ra em đi phải đi chào mấy chợ. Sau này là hầu như là em chào, không có đi chợ. Em vô các chợ em đi chào mà vợ chồng em chắc xách giác bị đi chào luôn. Mới có được một số bạn hàng đó. Tính ra anh em cũng trải qua nhiều cái sự tích chứ. Như anh cũng phải anh đâu phỉ dạ một máu mà nhiều đâu em mà. Đi chào các chợ mình cũng nhiều mối chứ mình chia ra chứ nhưng mà người ta họ tới nhà lấy phí đồ ở đây em một... nhưng mà điều cái giá nó cái giá nó phải thấp hơn đi ngoài chợ. Ví dụ như thay vì ngoài chợ là bên sang là thả được là 50 đúng không nhưng mà người ta họ tới nhà thì có người hai ta lấy ui giò ủa hay dữ con. Mấy đứa nhỏ hay quá. Trời, ở đâu mà đem mấy trái dừa vô? À biết sao không? Đem ba trái dừa đó tí anh em mình xây để chữa chống xây đó. Rồi, thôi anh em mình vô. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem cái video này. Bây giờ anh em mình chúc mọi người sức khỏe. Rồi, mình sẽ kết thúc cái video ở đây. Chúc sức khỏe làm nấm thành công phải không? À, em cũng mong là ai cũng làm nấm bán được được giá nè. Rồi cái gì cũng được hết, năng suất cũng được. Để chi? Để quay lại nhậu với em chi? Chứ để ông thu xong rồi ông kêu Triệt ơi giờ tao lỗ hết rồi, tao này kia rồi thôi. Anh em sao nhậu được? Đó nha cả nhà, thôi nấm kết thúc cái video ở đây. Anh em cũng chia sẻ rồi cũng ngồi nói chuyện nấm thôi. Và trước tiên thì cảm ơn vợ chồng anh Sang đấy làm mồi đây, đầu bếp nè. Làm mồi quá bén. Anh em cũng lai ra được tí. Rồi cảm ơn anh Tuấn là anh em hún phát. À mà nói vậy dân nhậu mà nói vậy cho dễ. Hún phát ấy. Ok. Là hồi tối hôm qua là nấm có gọi là anh Tuấn ơi mai anh em tập trung nha, ok không? Ảnh phải từ An Nhơn anh chạy ra thì quá tuyệt vời rồi. Ok. Rồi, ảnh cá đây. Rồi, nấm sẽ kết thúc.